Bố. Con nấu cơm các anh con cứ vào đánh con. Nếu không vào nấu cơm thì con ngồi đây ai hầu á? Nấu cơm á? Nấu cơm á? Nấu cơm á? Anh giỏi mẹ đánh trả máy đấy, trả máy. Mẹ không có anh trả máy, sợ gì? Mẹ không hỏi mẹ của anh. Xin chào tất cả các bạn nhá. Đức Toại mới mở một cái shop bán ạp Liên Quân là shop ductoivlog.com. Shop đấy có bán ạp PUBG, ạp Revive và ạp Liên Quân. Các bạn nhớ vào shop ductoivlog.com ủng hộ Toại nhé. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay. Ngày hốc ba bữa mình còn đói. Ngày sáng thì ngủ chưa được bữa nào. Thôi. Đấy, nói chung là chào mừng tất cả em đã đến với video tiếp theo của mình. Đấy thì mọi người biết hai ngày qua là mẹ mình không quay gì, mẹ mình là có nghĩa là mẹ mình là đi gọi là đi du lịch nhỉ, gọi là đi xả stress. Hay đi mà không cho em mình đi cùng tại vì đã thế là bắt mình móc cái con lợn của mình moi cho ra cho mẹ, là bắt phải đưa mẹ 2 triệu để mẹ đi xóa. Cái mà mẹ mình mất tiền, mẹ mình được stress chứ mình có được đâu mà mình lại mất tiền. Đấy là mình cũng chưa tính cái sổ là tội là mẹ là quay con dâu hơn con đẻ của mình. Đúng rồi. Cay không chịu được rồi. Hôm nay anh em mình cay, anh em quyết định là giờ này cũng để giải cái giờ nấu cơm nước rồi nhé. Hôm nay đã thế là anh em mình là phải mình chơi trò ăn vạ. Chơi trò ăn vạ không? Cứ ngồi lì vào sân không vào nhà. Cứ bao giờ bảo mẹ phải ghét cái diễm mới vào. Nói chung là chỉ ghét diễm mới vào nhà rồi. Đã thế cứ ở ngoài thôi. Nhưng mà nhớ mẹ không ghét diễm, mẹ cứ để anh em ngồi ngoài thì anh em mình đói. Sắp đến giờ cơm rồi. Chả mẹ nào không thương con mày không? Thả nào cho bắt anh em vào nhưng mà phải ghét diễm mới vào. Nhưng mà hay là khả năng đợi ăn cơm xong đã không? Bây giờ mẹ không vào anh em không cơm ăn à? Đến giờ cơm thì mẹ mới no, mình mới bắt mình ăn, mình lì mẹ mới phải làm mới ghét diễm hiểu không? Nói chung là ra ngồi lì sân nào. Đấy, bây giờ mẹ mình trong nhà thả lao tí chảo hô lên là tự nhiên vào nấu cơm. Tại tiệm vào mẹ ôm cái 2 ngày 3 ngày mẹ đi mẹ nhớ. Tại tiệm vào mẹ ôm cái 2 ngày 3 ngày mẹ đi mẹ nhớ. Nhớ thì có dai lúc rồi. Thế thì nói nhiều gì vào sân đứng. Ừ thì đi. Cái giẫm cứt gà mày. Đi ngay cái mắt lên trời. Nấu cơm nhỉ? Ngồi luôn. Ngồi. Rồi anh nhé. Dạ. Mẹ đi mấy ngày chả chào hỏi gì ngồi. Ô, con vừa mẹ về ở sân con chào mẹ hả? Nói em mẹ thì bảo không chào. Thì đi đâu về mấy ngày nay bắt không thì bắt cáo chưa? Con gọi em mãi đi gọi là kiếm tiền kiếm người yêu. Ngồi như là cái thằng tệ lạn thế kia hả? Ngồi cho mát. Không số. Mẹ con nói nhẹ là mẹ sắp đến giờ nấu cơm với mẹ tính nào. Nếu không vào nấu cơm thì con ngồi đây ai hầu á? Nấu cơm á? Nấu cơm á? Nấu gì giờ lại về lại chứ ngồi chơi nấu gì? Con hôm nay gọi là con gọi là nhịn bao nhiêu ngày tháng này rồi, bây giờ con đà đảo này, đà đảo thành công rồi, biết lớn rồi. Bây giờ cái con bây giờ nó thắng luôn này, không giết mẹ nhá. Hôm nay mà không ghét cái con giết su vợ thằng Tuyền thì không bao giờ vào nhà đấy. Làm sao thế con? Mẹ cứ bênh nó, mẹ quý con dâu hơn là con đẻ, bây giờ con không chịu được. Từ cái mẹ nhìn thấy nó cái gì ấy đâu mà. Mẹ biết là từ cái ngày nó về mà xong à? Ngồi mẹ vào đây nó chuyện dễ. Ngày mai nó chuyện rất dễ. Mẹ biết là từ cái ngày mà nó về mà nó suốt ngày quấn cho mẹ, nó định lấy lòng mẹ đúng không? À, nó định thay thế chứ con đẻ thay chứ con làm gì con đẻ như con dâu hết. À con dâu. Ôi không ghét thì tại sao con xử nó dậy nó mà mẹ lại đánh con? Đúng rồi. Mẹ nhìn chả thấy có cái tội gì mà con cứ xử. Cái tội đó, cái tội nhìn đều con rồi, mẹ cũng bảo không tội. Cái tội gì ngồi lê như là cái thằng lên 5 lên 3 kia mới tội ăn phẹt đấy. Thì mẹ vợ chồng con bảo nhau mẹ. Ê con giết rồi. Mày điếc hay không phải đa xiếc? Mày điếc hay không phải đa xiếc? Mày điếc hay không phải đa xiếc? Mày vác cái mặt ra xem nào. Vác mặt đi. Giết đâu? Dạ. Mày con bước lên mình mang cái dạ mày ra đây. Đồ kinh hả? Luộc đi, tí tao luộc, ra đây. Nó luộc rau con vào con cắm cơm đi. Không cắm bao giờ, mẹ ghét con dĩa xu con mới vào. Bây giờ mẹ cứ phải vả nó một bạt tai. Vả nó một bạt tai. Chứ mà con hài lòng. Mẹ chỉ khai trương quả vỗ và phát mồm nữa. Bảo nấu cơm thì vả nó là vả thế nào. Thế mày con chỉ cần ngứa mắt là con không vui là hại hết cái tổn thương cái lão của con rồi. Ôi quần đẹp mấy trăm bạc, quần ngồi lê như là con chó cún đấy kìa. Chó cún đấy kìa. Mày ngồi đi, ngồi mẹ tao. Mày nói chuyện là dễ, mày đi cười.
Tao hỏi tao bảo mày nhá, tùy lúc thì mày cười thôi. Không phải biết làm nhưng mà ngày mẹ đi thì Diễm ở nhà làm gì mà để con nấu cơm. Mày lâu à? Bố mày lâu mày bảo tao nấu thì nó bảo lâu kìa. Bố con nấu cơm các anh con cứ vào đánh con. Mày bảo hôm nay mẹ không có nhà cả nhà các anh đi đánh. Sao mẹ cứ hơi tí là mẹ đi hơi tí là mẹ tay nhỉ. Diễm kia về thì thấy em nó đang nấu cơm mà nị. Đây mẹ biết nó chơi cả chiều, nó biết mẹ đang về phát nhảy vào bếp giả vờ lấu. Thực chất là cái con người yêu à, cái con bên Mỹ nó lấu chứ con này lấu. Cái con này anh, biết lấu cái gì? Từ xem bên Mỹ đang đi đâu? Đang đi tắm. À đi tắm à? Đấy thì con nó bảo tại rồi. Con nó muốn lấy vợ ai về để cho nó phụ giúp, mẹ không nghe mẹ cứ để nó lên một vợ nó lười nó toàn chơi. Mà con hỏi mẹ nhá. Chính mẹ là người mang cho con cái đôi dép này về đúng không? Mẹ thấy này. Chân đất này. Nó trước nghề nó đi dép con. Con cứ ra quán rồi loại lấy dép về. Cái này giả luôn nhá. Mày giả nhá. Đấy mày tìm được số bé rồi, số to rồi. Bảo sao? Bảo sao chân con nào cũng trong cái tình trạng gọi là thôi. Nói chung là qua lại nói lại làm cái gì nhiều. Nói chung là thôi, con chốt lại câu là mẹ anh em không ghét nó mà con không vào nhà. Con để thằng này luôn. Hai ngồi đi sáng luôn. Ngồi đi sáng luôn nhanh mẹ tối đấy chưa ai nấu cơm đâu. Em đang nấu rồi. Tao khiến mày nấu rồi. Em nấu sao lại bảo là không khiến nấu. Nó nấu để bảo không khiến nấu. Ừ, hôm khác con khiến, hôm nay con không khiến. Hôm nay tao còn lấy cái đấy, tao còn ăn vạ. Chứ mày nấu, tao lấy gì ăn vạ? Tao lấy gì ăn vạ? Em nấu xong rồi. Con gái nữa thì mà còn đùi không? Lâu lại nữa mà còn đùi mẹ. Cái vì mày lịch sự thì người khác vào nhìn mày à, mà ừ, mày nhìn này. Hôm nay con dai mẹ con dài, mà còn đùi. Mày tao còn lịch sự nữa mày thế chưa? Biết người ngoài vào nhìn mày mà con đùi đấy. Con dai mặc suốt từ hôm qua đến tận hôm nay luôn ấy. Dai mặc suốt từ hôm qua đến tận hôm nay luôn ấy. Thì hôm qua chứ về nhà đâu thấy. Bố mày đi công việc. Quyền. Kệ anh đi, nói chung vấn vào vấn đề chính ấy. Có kia, bật điện ra. Mày nhìn gì? Nhìn thích nhìn đều không? Kệ chị em nhìn bật đều lên. Hả? Bật điện lên. Ô bật điện ngoài đấy. Đấy. Nói phát phải tiến hành luôn. Thế bây giờ nói chung không bận. Thế đi đâu từ hôm qua? Con đi công việc đi. Công việc gì? Lên Bắc Giang không về. Thế mà chuyên về tay vịn công việc gì? Karaoke tay vịn công việc gì? Đi Hải Phòng 2 ngày phải không? Mày đâu? Vâng. Mày đâu? Ai cho mày đi? Tao cho mày đi chưa? Hả? Ngồi vào. Ngồi vào vị trí cũ. Ô, nó vào nấu cơm cháy phòng. Mẹ đi cày. Sẽ cứ hả tí là mẹ lại cầm dép mày đánh. Mẹ giỏi mẹ cầm dao. Nó đang nấu cơm thì cứ bắt nó ra ngồi đây rồi. Cháy xong, cháy hết ra thì lấy gì. Thế thì là một câu mẹ vẫn không ghét nó đúng không? Khi nào mà mẹ mà nhìn thấy nó mẹ mới xử nó. Còn bây giờ mẹ nhìn thấy mày ngông nghênh thì mẹ phải xử mày. Xin ngồi đi, ngồi luôn. Chẳng thích ngồi ăn hạt mặt. Ngồi ăn vạ không chịu vào luôn. Không ăn cơm nước gì cả tầm này. Cơm nước 2 ngày trên tầm này rồi. Con bảo con quyết tâm rồi. Đi đoạn rồi. À, dại đoạn rồi đúng không? Đoạn đánh suốt rồi. Tầm này quánh hết rồi. Quánh không mà sợ đúng không? Tầm này ly rồi mẹ giỏi. Mẹ cứ quánh. Mẹ giỏi mẹ quánh trải mái đấy. Trải. Mẹ cứ quánh trải mái sợ gì. Mẹ hỏi mẹ quánh. Mẹ chậu nước nha. Nước gì? Mẹ giỏi mẹ. Con bỏ nhà đi đấy. Bỏ đi. Mẹ đi đâu? Bỏ đi. Cho. Cứ bỏ đắp tiền mà bỏ đâu ngoài nó bỏ. Thế thôi mẹ mà không ghét nó mẹ cứ vào đi rồi con gọi Diễm Xu lên gọi tin nhỉ. Nấu cơm ghét gì? Nấu gì nhà tí con nấu. Tao mà vào mà tao mà cầm cái chỗ thì tao khăn. Thế thôi mẹ cứ vào đi nghỉ ngơi đi. Ủa chứ không ghét. Rồi. Tao không hiểu con Diễm Xu này nó cho mẹ mình một cái bùa mê thuốc núi mà mẹ mình. Tao tưởng là mấy cái bùa mê đấy nó chỉ có ở bên gọi là Thái Lan hay là tộc tộc gì đấy nó có đấy chứ nhỉ. Chíu ơi. Thế thì bây giờ cứ ngồi này nhớ tí không phải ăn cơm thì ăn cứt à? Ngồi đấy chả sẵn gì nói chung con giết nhà mày ấy. Nó thì con đấy thì tao nói chung là ta không đội trời chung. Nói chung là quân tử trả thù mấy năm chưa muộn. Chưa muộn đi. Ừ. Thế vào nhà đi. Vào nhà. Thế mày bảo quân thủ trả đủ 15 muộn chứ ngu gì mày ngoài nhịn cơm. Hả? Ừ. Thế đi vào đi. Vào. Vào nhanh. Vào luôn. Vào luôn. Con đang định vào mẹ không phải quát.